giới thiệu với các bạn, đây là Cao Hồng Sâm Hữu Lôi Achimada của bên mình. Cùng mở chiếc hộp xinh đẹp này ra nhé. Cái khóa trông rất là xinh, hình con rùa. Thường nếu các bạn mang đi tặng ấy, các bạn có thể gói cái khăn này ở ngoài, bên ngoài cái hộp ấy. Đây là có một cái tờ giấy này chụp lại những cái certificate ấy. Còn đây giới thiệu về sản phẩm.